Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ở cái video tư vấn điện thoại lần trước ấy, mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều các cái mẫu laptop gaming rồi. Đấy, nhưng mà các bạn comment cho mình rằng là anh ơi, em dùng laptop có bao giờ sử dụng để chơi game đâu. Em chỉ mua những cái laptop mang tính chất là dùng cho văn phòng thôi, với cả học online các thứ thôi. Anh tư vấn cho em cái laptop nào nó mỏng nhẹ một tí, chứ mấy cái laptop gaming kia nó nặng quá. Đấy, ok. Thế thì ngày hôm nay lại chiều lòng các bạn, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn top 4 mẫu laptop văn phòng. Đấy, mức giá thì cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 15 cho đến 20 mấy triệu thôi. Đấy, loanh quanh tầm giá đó. Thế chúng ta sẽ có những gì nào? Đầu tiên ý, các bạn có thể tham khảo qua cái mẫu laptop Lenovo Yoga 6 đang được bán tại Cellphonet với mức giá là 18.990.000 đồng. Cái mẫu laptop này sẽ sử dụng chip Ryzen 5 Pro 4650U. Nó sẽ có RAM là 8GB và ED512, màn hình 13,3 inch Full HD. Đấy, và tất nhiên sẽ có Win 10 có sẵn rồi, và nó rất là nhẹ thôi, nó chỉ có một khối lượng rơi khoảng 1,32kg. Và cái mẫu laptop này có thể bẻ được cái màn hình, trông khá là ấn tượng đấy chứ, đúng nào. Đấy thì các bạn có thể tham khảo qua. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có mẫu MSI Prestige 14 Evo. Mẫu này thì sẽ có con chip Core i5-1135G7. Con chip này thì đời cũng tương đối mới đấy. Nó sẽ có RAM 8 ED512, có màn hình 14 inch, độ phân giải là Full HD, và khối lượng cũng chỉ rơi vào khoảng 1,29kg mà thôi, rất mỏng nhẹ luôn. Đấy. Tiếp tục nữa, chúng ta sẽ có một cái mẫu laptop Acer có chip là Core i5-1135G7, cũng giống như là mẫu trên. RAM cũng là 8GB, SSD sẽ là 512, màn hình là 14 inch, độ phân giải là Full HD, nhưng mức giá thì rất là rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng 15.950.000 đồng, coi như là 16 triệu đi. Và chiếc máy này thì có khối lượng rơi vào khoảng 1,45kg, cũng rất là mỏng nhẹ thôi. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có mẫu laptop Asus ZenBook UX325EA. Mẫu này thì sẽ có Core i5-1135G7, RAM 8, bộ nhớ trong 256, màn hình kích thước rất là bé, 13,3 inch Full HD. Thực ra gọi là bé thôi, nhưng mà nó bằng cái MacBook này của mình đấy nhá. Nó chỉ bằng MacBook này của mình thôi. MacBook của mình chỉ là MacBook 13 inch thôi, chứ không phải là 15 inch đâu nhá. Đấy. Nó sẽ có màn hình 13.3 inch Full HD này. Win 10 thì hình như là sẽ có rồi, và khối lượng của nó chỉ rơi khoảng 1,11kg mà thôi. Vô cùng mỏng nhẹ luôn. Đấy, thì anh em có thể tham khảo qua để mà mua về làm một cái là laptop văn phòng. Rồi, thế còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hoàng Bảo, bạn hỏi là: chú ơi, con có 3 triệu thì mua máy gì chơi game mượt, đồ họa trung bình cũng được, mong chú chia sẻ. Thực ra là ở trong cái tầm giá 3 triệu chúng ta sẽ có một số những sự lựa chọn, ví dụ như là Redmi 9T, ví dụ như là Poco M3 hay là Vsmart Joy 4. Đấy, thì những cái sản phẩm đó thì chỉ sử dụng những con chip đầu 6 thôi. Đấy, thì Admin Kha thì cũng vừa có một cái video test game với con Redmi 9T, cũng là chip 662 đấy, các bạn cũng có thể tham khảo qua nhé. Thì về cơ bản là những con chip đó chúng ta chơi những tựa game mức độ đồ họa trung bình thì chơi vẫn được. Đấy, nhưng mà kiểu như là trung bình trở xuống thôi. Chứ còn nếu mà chỉ là khá trở lên thôi thì nó cũng đã bắt đầu nó cảm thấy mệt mỏi rồi. Còn nếu mà bạn muốn chơi game thực sự nghiêm túc với cái tầm giá 3 triệu thì bạn nên mua những chiếc điện thoại hàng cũ, ví dụ như LG G7. Với con chip Snapdragon 845 bạn có thể chơi game được tốt hơn, kiểu như vậy. Còn nếu mà bắt buộc yêu cầu hàng mới thì mình nghĩ là bạn nên mua một con Redmi 9T. Redmi 9T thì màn hình Full HD cộng này cũng đủ dùng này, loa ngoài cũng được là loa kép luôn này, pin đến tận là 6.000 mAh thì chơi game cái thứ lâu nó cũng không phải lo lắng đến chuyện là bị hết pin nhanh, đúng nào. Đấy, rồi là cả cái con chip 662 đấy, với cái nhu cầu của bạn là đồ họa trung bình thì ok. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua cái con đó được, Redmi 9T hoặc Poco M3 đều được. Nhưng mà mình nghiêng sang Redmi 9T nhiều hơn, bởi vì Redmi 9T nó hơn 2 điểm so với Poco M3. Thứ nhất đó là nó có một cái camera góc rộng, và thứ hai nữa là nó có thêm một cái lớp phủ coating chống nước nữa. Đấy, thì đấy là cái điểm hơn của nó so với Poco M3. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Anh Phạm. Bạn hỏi là: anh cho em hỏi là Galaxy S20 FE và Note 10 Plus bản Mỹ thì nên mua máy nào? Cảm ơn anh. Cá nhân mình thì sẽ thấy là như sau này. Thiết kế mình sẽ lựa chọn Note 10 Plus Mỹ này. Màn hình thì chắc chắn là mình cũng sẽ lựa chọn cái màn hình 2K của Note 10 Plus rồi, mặc dù cái tần số quét của nó không cao bằng. Đấy. Hiệu năng thì mình sẽ lựa chọn Galaxy S20 FE. Về camera thì mình sẽ lựa chọn Galaxy Note 10 Plus. Còn về pin thì hai con này cũng xem với nhau thôi. Đấy. Nhưng mà sạc hỗ trợ sạc tối đa nhanh hơn thì là Note 10 Plus hỗ trợ sạc tối đa lên tới tận ở 45W cơ. Còn những yếu tố đi khác thì sao? Bộ loa ngoài thì mình đánh giá là Note 10 Plus sẽ nhỉnh hơn đấy. Còn phần mềm cái thứ thì giống nhau thôi mà.
Nếu mà để mình lựa chọn thì mình sẽ phân tích cho bạn như sau này. Nếu bạn cần một chiếc điện thoại có hiệu năng tốt hơn, hàng mới tinh và an toàn hơn, đấy, đỡ phải test tiếc xem là có sợ hàng dựng hàng giết hay không, thì lựa chọn Samsung Galaxy S20 FE. Còn nếu không thì mua Note 10 Plus. Đấy là cái quan điểm của mình. Còn các bạn cũng có thể tham khảo qua Samsung Galaxy S20 FE tại Cellnet, họ cũng đang bán cái sản này. Giá như thế nào thì bạn có thể nhìn thấy trên hình rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hai Sị. Bạn hỏi là tại sao Vsmart đóng cửa nhưng giá điện thoại vẫn không giảm? Thường thì khi một nhà sản xuất đóng cửa thì giá của sản phẩm sẽ được giảm theo chứ, kiểu xả khói ạ. Thực ra ấy, là trước khi Vsmart họ công bố đóng cửa thì mình nghĩ là trước đó là họ đã có những động thái để xả kho trước rồi. Như vậy bây giờ số lượng điện thoại Vsmart tồn kho ở các cửa hàng điện thoại là không nhiều. Chính vì điện thoại Vsmart tồn kho ở các cửa hàng là không nhiều và mức giá của điện thoại Vsmart bây giờ vẫn đang tương đối tốt, nên là các cửa hàng họ cứ túc tắc họ bán thôi, bán cho đến khi nào mà hết hàng thì thôi. Đấy, cũng không nhất thiết là phải giảm giá ngay và giảm giá sốc ngay để mà xả kho. Đấy, ví dụ đến lúc bây giờ mà hết hàng sớm quá, sau này tự nhiên có khách họ muốn mua, họ về sưu tầm thì sao, ví dụ thế chẳng hạn, thì lại không có máy để bán nữa, thì như thế lại tiếc, đúng không nào? Đấy, nên mình nghĩ là tất cả mọi thứ để cho cái việc Vsmart rời khỏi thị trường thì nhà xuất họ đã tính toán hết rồi, và kể cả các cái đại lý thì họ cũng đã tính toán hết đến cái vấn đề này rồi, nên là mình nghĩ là nó sẽ không giảm giá đâu. Hay là ví dụ như nếu các bạn để ý những cái sản phẩm của Xiaomi kiểu như là Redmi K20, K20 Pro rồi là K30, K30 Pro ấy, thì khi mà nó dừng sản xuất, đúng không ạ, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là nó dừng sản xuất rồi thì nó phải xả kho đi chứ. Không, nó dừng sản xuất thì nó phải giảm giá, nhưng không, nó đâu có giảm giá đâu, đúng nào, các bạn thấy nó đâu có giảm giá nhiều. Hay là kể cả những cái sản phẩm iPhone bị khai tử, chúng ta gọi là nghĩ là khai tử thôi chứ bản chất là dừng sản xuất đấy. Thí dụ như là nhiều bạn nghĩ rằng là iPhone 11 Pro Max với cả iPhone 11 Pro nó dừng bán rồi thì thôi, kiểu gì cũng phải chờ để cho nó cắm mỏ nó đi xuống hàng mới, nhưng bây giờ nó đâu còn nữa đâu, đúng nào, họ cứ túc tắc họ bán cho đến khi nào hết thì thôi. Đấy, thì mình nghĩ là cũng không nên chờ đợi nó kỳ vọng quá nhiều việc nó sẽ giảm giá nữa. Đấy, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Quốc Hưng. Bạn ấy hỏi là xin chào anh Dương Dê, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Em muốn hỏi là hiện tại em đang định mua điện thoại tầm 4,5 triệu, em đang hướng tới Samsung Galaxy A50s, em mua để chơi game thì anh thấy sao? Mong anh trả lời. Nếu mà bạn mua chiếc điện thoại này về để chơi game thì mình nghĩ là không nên. Nếu mà là mình tầm 4,5 triệu nhá, mà là hàng chính hãng, thì mình sẽ ưu tiên mua một con Redmi Note 9S với con chip Snapdragon 720G để mình chơi game, nó sẽ ổn hơn. Còn nếu mà ở phân khúc điện thoại hàng sách tay thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn một con Realme Q3i cũng được, mà vẫn thừa tiền, vẫn thừa nhiều tiền luôn. Đấy, mà Q3 thì phải cố lên, chứ còn Q3i thì vẫn thừa tiền. Đấy, thì mình nghĩ là mua để chơi game nó sẽ sướng hơn là A50s. Còn nếu không ấy, thì 4,5 triệu này là bạn đã có thể mua được những cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 845 rồi, hàng cũ thôi, để bạn có thể chơi game được tốt hơn. Đấy, thì với cá nhân mình thì mình nghĩ là thời điểm này chắc là mình cũng sẽ không nghĩ đến Galaxy A50s nữa đâu. Đấy là sự thật luôn đấy. Đấy. Còn đúng rồi. Còn nếu mà bạn muốn mua một cái điện thoại mà nó đồng đều về nhiều yếu tố, không nhất thiết là phải quá mạnh mẽ về việc chơi game, thì bạn có thể lựa chọn mua con Redmi Note 10 cũng được. Nhưng đây là mình tư vấn cho những bạn khác, còn ví dụ như bạn thì cũng không nên mua Redmi Note 10 vì chip 678 nó chơi game bình thường lắm. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo của bạn Hải Long Phạm. Bạn hỏi là cho em hỏi tầm giá loanh quanh 6 triệu thì nên mua máy nào ạ? Cũ mới sách tay chính hãng không quan trọng, nhu cầu giải trí nhẹ nhàng, chụp ảnh đáp ứng đủ các tác vụ thông thường và pin đủ dùng. Em đang để ý đến LG G8, Realme Q3 Pro và S10e. Con máy nào ok, mong anh tư vấn giúp em. Thực ra là lúc đầu trước khi bạn đọc ra ba con này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ nghĩ ngay ở trong đầu cái chiếc Realme Q3 Pro, bởi vì đó là một chiếc điện thoại hàng mới tinh mà hội tụ được rất nhiều cái yếu tố bây giờ. Ví dụ như bạn có thể giải trí được với màn hình AMOLED con này khá ổn đấy nhá, chụp ảnh con này cũng ngon, đáp ứng tác vụ thông thường thì quá ngon luôn, pin đủ dùng và sạc lại còn sạc nhanh nữa. Đấy, Q3 Pro thậm chí là con chip của nó là còn là con chip mạnh mẽ nữa cơ, Dimensity 1100, con chip đấy khá mạnh đấy nhá, thiết kế trông cũng trẻ trung, loa ngoài là loa kép các thứ nữa. Nhưng mà nói gì nói, so với những sản phẩm flagship thì nó vẫn có một phần thua kém. Thế vậy thì bây giờ chúng ta chốt lại nghe này, nếu mà hàng mới tinh trong giá 6 triệu thì đánh giá là con Q3 Pro thời điểm hiện tại là con ngon nhất. Còn nếu mà với phân khúc điện thoại hàng cũ thì với LG G8 S10e thì mình sẽ ưu tiên mua LG G8 hơn. Nhưng các bạn sẽ mua S10e khi nào? Khi bạn cần một chiếc điện thoại màn hình bé, cầm nắm nhỏ gọn vừa tay thì bạn sẽ lựa chọn mua Galaxy S10e. Đấy, thì bạn hãy xem là những nhu cầu nữa của bạn
nó sẽ là gì để bạn đưa ra cái quyết định lựa chọn cuối cùng. Đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lượng Nguyễn Đại. Bạn hỏi là: anh ơi, Black Shark 4 có nội địa có tải được Google hay không anh? Rất mong anh trả lời. Em vừa được mẹ thưởng 7 triệu và tự để dành được 3 triệu. Rồi, nếu mà với Black Shark 4 ấy, thì Black Shark 4 có tải được Google bình thường nhé. Và các bạn có thể xem qua cái video mà bọn mình đã làm về Black Shark 4. Các bạn chỉ cần search cái cụm từ khóa đó là Black Shark 4 Dương Dê là các bạn sẽ ra rất nhiều các video về Black Shark 4 của bọn mình. Gần như là kênh Dương Dê có rất nhiều các cái mã điện thoại luôn, nên là anh em chỉ cần search tên mã điện thoại cộng thêm cái dòng chữ Dương Dê là các bạn sẽ ra thôi. Thế thì với Black Shark 4 nó khác cái K40 Gaming ở chỗ nào? Đó là nó chạy chip Snapdragon. Và hình như thôi nhá, mình biết được rằng là với những chiếc điện thoại chạy con chip MediaTek của Xiaomi, trong tương lai nếu mà xách tay về thì sẽ chưa thể cài đặt được luôn Google Play. Đấy, và các dịch vụ của Google. Nên thành ra chúng ta sẽ phải chờ một thời gian. Đấy là cái điểm dở. Còn Black Shark 4 thì chạy con chip Snapdragon 870 thì vẫn ok, vẫn thoải mái. Bọn mình vẫn cài bình thường mà, đúng nào. Đấy. Còn thực sự là cũng vui vì mặc dù bạn được mẹ thưởng 7 triệu nhưng bạn vẫn dành được 3 triệu. Nói gì nói, chúng ta vẫn dành được một số tiền nào đấy để mà góp vào cùng với mẹ mua một cái điện thoại tự thưởng cho bản thân, thì cũng là một điều mình nghĩ tương đối ý nghĩa. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Điền Phạm. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, cho em hỏi, nếu mua điện thoại xách tay, nếu mình lỡ làm hỏng bộ phận nào đó của máy thì có dễ dàng có linh kiện để sửa chữa hay không anh? Quan trọng là cái chiếc điện thoại này nó có hàng chính hãng hay không. Đấy, ví dụ nhá, bạn mua một cái iPhone xách tay, đúng không ạ? Thì kể cả bạn có làm hỏng bất kỳ một cái bộ phận nào của cái iPhone xách tay đó, bạn đều có ngay và luôn hàng thay thế ở Việt Nam rất nhiều vô biên luôn. Hay là ví dụ Samsung, ví dụ như với những con dòng S, dòng Note, các thứ cũng khá là nhiều. Đấy, tất nhiên có một số những con đặc biệt, ví dụ như là Galaxy S10 5G thì không có này, đấy. Còn những điện thoại xách tay mà nó ít hàng chính hãng ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm hơi khó đấy nhá. Ví dụ như là Google Pixel này, HTC này, Sony này, LG này, đấy. Rồi là mấy cái con độc lạ các thứ thì sẽ khó. Tất nhiên mình bảo là không thể không có nhá, vẫn có nhưng mà khó tìm thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái số lượng những sản phẩm đó về nó không phải là quá nhiều, nên thành ra là các cửa hàng sửa chữa họ cũng không quá mặn mà. Và khi nào mà có khách đến sửa thì họ mới có linh kiện về thôi, và chúng ta sẽ phải chờ đợi cái việc là ship linh kiện từ bên Trung Quốc về Việt Nam để mà sửa. Phần lớn là sẽ đến từ Trung Quốc. Đấy, chứ cũng chả có từ Nhật, từ Mỹ gì đâu các bạn ạ. Kể cả iPhone xách tay từ Nhật, từ Mỹ mà các bạn tưởng tượng rằng là xách tay trực tiếp từ Nhật, từ Mỹ về, nhưng không phải đâu. Bản chất là vẫn xách tay từ tàu về hết. Nhưng mà sẽ qua một cái trung gian, xong trung gian đó thì sẽ phân phối lại cho các thương gia Việt Nam. Đấy, kiểu như vậy. Rồi, và như vậy là câu hỏi của bạn Điền Phạm cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.